hàng ngày tất cả chúng ta đều tham gia vào các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, với đa số, kinh tế học dường như vẫn là một điều gì đó rất trừu tượng, khô khan và khó hiểu. Nhưng hôm nay, Peter Virgin sẽ chia sẻ với các bạn một cuốn sách về kinh tế học mà lại vô cùng sinh động, nhẹ nhàng, mang tên Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào của Peter Schiff. Mình sẽ chỉ cho các bạn nội dung kiến thức của cuốn sách này một cách nhanh nhất, dễ hiểu nhất và tổng hợp 3 cách giúp bạn có thể mau chóng cải thiện được tình hình tài chính cá nhân. Nào, hãy cùng bắt đầu ngay thôi. Sách bắt đầu với câu chuyện như thế này. Trên hòn đảo nhỏ có 3 người đàn ông là Abel, Baker và Charlie. Thức ăn trên đảo rất hiếm hoi, chỉ có cá là đồ ăn chủ yếu. Hằng ngày họ phải bắt cá bằng đôi tay trần, không có bất kỳ dụng cụ nào, nên mỗi người chỉ có thể bắt được một con cá để ăn. Cuộc sống trên đảo rất khổ, ngoài việc đi bắt cá để giữ ấm cái bụng, thì tuyệt nhiên không có một hoạt động giải trí nào cả. Trong 3 người họ, Apple là một người có rất nhiều ước mơ. Anh ta mong muốn có một chiếc áo thời trang hơn, mơ ước có một ngôi nhà đội nắng che mưa và còn ước mơ một ngày nào đó được làm đạo diễn quay phim. Một ngày nọ, đâu đó trong những suy nghĩ về ước mơ kia, bỗng nhiên Apple lóe lên một ý tưởng, đó là chế tạo một cái lưới để bắt cá. Nhưng mà để chế tạo cái lưới này thì Apple phải chịu một cái giá là ngày hôm sau không thể đi bắt cá được và phải chịu đựng được cơn đói cũng như là sự chế giễu của Baker và Charlie. Tuy nhiên, những lời chế giễu đó không là gì với Apple. Lúc này đối với Apple đã là dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đúng vậy, khi ý tưởng xuất hiện, kiên định là thứ đưa bạn đến thành công. Và rồi, sự hy sinh nào thì cuối cùng cũng được đền đáp. Apple đã chế tạo thành công chiếc lưới đánh cá. Một ngày, anh ấy có thể bắt được nhiều cá hơn trong một thời gian ngắn. Thời gian rảnh còn lại, Apple có thể nghỉ ngơi và đi thực hiện ước mơ của mình. Chiếc lưới bắt cá của Apple tạo ra chính là vốn của anh ấy. Câu chuyện về chiếc lưới này giúp cho chúng ta có thể suy ngẫm về mối quan hệ giữa vốn và sự mạo hiểm. Đồng thời, dạy cho chúng ta một nguyên tắc kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó chính là muốn tạo ra vốn, phải dũng cảm mạo hiểm. Để tạo ra chiếc lưới đánh cá, Apple đã phải hy sinh một ngày đi bắt cá và chấp nhận việc mình phải nhịn đói. Mà hơn nữa, lưới bắt cá cũng không dễ dàng tạo được đâu các bạn ạ. Có thể nói nó sẽ có nguy cơ không thành công nữa. Có lẽ 100 người đi tạo lưới thì chỉ có 3 người thành công mà thôi. Quay về với thực tế, mình có thể lấy một ví dụ để các bạn dễ hiểu hơn. Như việc bạn muốn viết một trang blog hay website để có thể có thêm một khoản thu nhập thụ động. Nhưng trước mắt, bạn phải mất một thời gian rất lâu để xây dựng nó, có thể là 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là 1 năm. Trong thời gian này, bạn đều không có thu nhập, và bạn cũng không biết rằng mình có thể xây dựng thành công hay không, thì liệu bạn có dám mạo hiểm? Nhưng khi thành công, thì kết quả đem về cho bạn là một giá trị không hề nhỏ. Điều kiện trước tiên, chúng ta phải dám mạo hiểm và sau đó kiên định đến cùng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lại với câu chuyện vừa nãy. Apple đã chế tạo thành công chiếc lưới bắt cá. Xem ra tương lai của Apple rất tươi sáng. Nhưng hai người còn lại thì sao? Liệu có phải chúng ta đang tạo ra một hệ thống thứ bậc, phân chia giàu nghèo hay không? Sự thực thì không hẳn như vậy. Phát minh của Apple đã mang lại nhiều lợi ích cho mọi người trên đảo. Hãy cùng xem điều gì xảy ra tiếp theo nhé! Ngày hôm sau, Baker và Charlie thấy Apple có nhiều cá mà còn ung dung sung sướng cả ngày. Nhìn thấy mà mê, nên việc đầu tiên mà họ nghĩ đến là mượn cái lưới đánh cá. Nhưng Apple thì không thực sự tin tưởng vào hai người họ, mà đề nghị là họ hãy tự đan cái lưới bắt cá đi. Nhưng Baker và Charlie lại lo lắng, nhỡ may không làm ra được, lại còn chết đói thì sao? Thế là hai người họ thương lượng với Apple, có thể cho họ mượn một con cá không? Để họ vừa có thời gian làm lưới nhưng vẫn có cá ăn. Khi bắt được cá rồi thì họ sẽ trả lại gấp đôi. Và đây chính là lúc tư duy tài chính đã ra đời. Baker mượn Apple một con cá và sẽ trả lại cho Apple 2 con cá. Nói một cách khác, Apple đã dùng tài khoản tiết kiệm cá, dùng làm vốn đầu tư
và bắt đầu đi cho vay rồi. Theo đà phát triển, cư dân trên đảo ngày càng chế tạo được nhiều lưới bắt cá hơn. Từ đó, cuộc sống trên đảo cũng trở nên nhàn rỗi, cư dân cũng sống thư giãn, giải trí nhiều hơn. Trong đó, nhiều người bắt đầu nỗ lực bắt nhiều cá, lập tài khoản tiết kiệm rồi đi mở công ty, trường học. Có người thì không muốn mở công ty nhưng vẫn muốn thông qua đầu tư để có nhiều cá hơn thì phải làm sao? Vậy là ngân hàng cá đã xuất hiện. Ngân hàng sẽ đưa ra mức lãi suất để mọi người gửi tiết kiệm chỗ cá chưa dùng đến vào. Rồi ngân hàng sẽ lấy cá đó để đi đầu tư. Ngân hàng làm việc uy tín, đầu tư an toàn nên bà con rất yên tâm gửi cá tiết kiệm để lấy lãi và sinh sống. Nhưng đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế trên đảo, những việc kiếm được lời ngày càng nhiều hơn. Cũng vì thế mà kẻ có lòng dạ không tốt cũng bắt đầu xuất hiện. Có người lập ra ngân hàng với lợi nhuận cao, đầu tư rủi ro cao. Thế là chính phủ phải ra đời để kiểm soát lãi suất của thị trường bằng cách in tiền mặt thay thế cho cá. Tuy nhiên, ngược lại thì cá ngày càng ít đi, kích cỡ của cá cũng nhỏ đi. Một ngày một người không chỉ ăn một con cá nữa. Chính vì thế mà lạm phát cũng sinh ra. Đơn giản mà nói, chính phủ in quá nhiều tiền, nhưng số lượng cá có hạn, giá của mỗi con cá cũng tăng cao, kinh tế trên đảo không ngừng diễn biến xấu đi. Bề ngoài nhìn thì có vẻ ngày càng phồn vinh, nhưng thực chất giá trị đồng tiền trong túi người dân ngày càng thấp đi. Giá nhà đất theo đó cũng ngày càng tăng cao, nợ tăng dần lên, các nguy cơ bạo động cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Vốn tưởng người dân ngày xưa dùng tay trần bắt cá, cuộc sống khổ sở, khó khăn thì nay sẽ được cải thiện hơn. Nhưng không phải vậy. Qua nhiều thế hệ phát triển, cuộc sống của người dân chỉ là lại rơi vào một cảnh cùng khổ khác mà thôi. Và câu chuyện đến đây là hết. Vậy bây giờ, chúng ta hãy cùng xem câu chuyện trong cuốn sách này muốn truyền tải đến chúng ta điều gì. Thực chất, có hai trường phái kinh tế học đối lập với nhau. Đó là trường phái Áo và trường phái Keynes. Trường phái kinh tế học Áo thì đề cao thị trường tự do mở cửa và mọi thứ phải quy về nhu cầu cá nhân. Còn trường phái kinh tế học Keynes thì cho rằng thị trường cần phải do chính phủ thống nhất và kiểm soát để tránh cái sự thăng trầm quá mức trong kinh tế. Nếu như từ góc nhìn cuộc sống bình thường của chúng ta thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế này. Trường phái Áo cho rằng lãi suất tiết kiệm trong thị trường không nên bị khống chế. Lãi suất càng cao thì có thể tiếp thêm cho người dân động lực để tiết kiệm tiền nhiều hơn, sau đó có nhiều tiền hơn để đầu tư. Và khả năng sản xuất của đất nước cũng từ đó mà nâng cao hơn. Còn trường phái Keynes thì cho rằng phải khống chế lãi suất tiết kiệm bởi vì nếu lãi suất quá cao, mọi người sẽ chỉ muốn gửi tiền tiết kiệm, không kích thích được tiêu dùng, các doanh nghiệp sẽ không đầu tư và người dân sẽ thất nghiệp. Và tác giả của cuốn sách này là người thuộc trường phái kinh tế học Áo. Đương nhiên, một trong những mục đích viết ra cuốn sách này của tác giả là để đề cao lý luận trong trường phái Áo. Câu chuyện ngụ ngôn về nền kinh tế trên đảo nhỏ cũng là để nhằm phản đối lại trường phái Keynes, nên phần nào trong nội dung của cuốn sách này sẽ có chút phiến diện. Nhưng mà mọi người đừng hiểu nhầm là mình có thành kiến với trường phái Áo nhé. Nếu như phải so sánh giữa hai trường phái này, thì đứng ở góc độ cá nhân, mình sẽ nghiêng về trường phái Áo nhiều hơn. Bởi vì quan niệm của trường phái này phù hợp với việc phát triển tài chính cá nhân hơn. Trường phái Áo khích lệ chúng ta tiết kiệm nhiều hơn và tích lũy tài sản cá nhân. Nếu như thị trường có đầu tư nào tốt thì hãy tiếp tục đầu tư để sinh ra của cải nhiều hơn. Nhưng nếu thị trường tự do quá thì cũng không tốt. Ví dụ như nếu thị trường quá suy thoái, các doanh nghiệp phải cắt giảm lượng lớn lao động, thì lúc này có phải nên cần đến sự can thiệp của chính phủ hay không? Nếu như lãi suất tiết kiệm quá cao, mong muốn tiêu dùng của người dân thấp đi, thì những người kinh doanh, buôn bán phải làm sao? Những điều này không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết ngay được. Nghe đến đây, nếu như bạn cảm thấy những điều này quá xa vời với bạn, thì bạn có thể tưởng tượng chút ở trường hợp sau. Nếu như bạn không may bị bệnh, có hai trường hợp để lựa chọn. Trường hợp thứ nhất, tự hồi phục. Kết quả hồi phục sẽ rất tốt, nhưng trong quá trình phải tự hồi phục thì bạn rất là khổ cực. Bạn có thể phải chịu đựng một thời gian dài thất nghiệp mà không có thu nhập. Trường hợp thứ hai là uống thuốc. Thời gian khỏe lại mất rất lâu, trong quá trình này vì tác dụng phụ của thuốc làm bạn không tỉnh táo cho lắm, mà nó còn có thể để lại di chứng về sau nữa. Vậy nếu là bạn,
bạn sẽ chọn cách nào? Nếu chọn tự hồi phục, nghĩa là giống như cuốn sách này đang nói về trường phái áo. Còn nếu như bạn chọn uống thuốc, thì bạn sẽ nghiêng về trường phái Kent. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần cuối, phần quan trọng nhất mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Vậy cuốn sách này có tác dụng gì với chúng ta trong việc phát triển tài chính cá nhân? Mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 điều sau. Thứ nhất, tích lũy của cải phải dựa vào vốn. Muốn có vốn thì chúng ta phải trì hoãn được việc tiêu dùng. Bạn còn nhớ Apple trong câu chuyện trên? Để làm ra được chiếc lưới, Apple đã phải nhịn ăn cá một ngày. Đó chính là việc trì hoãn tiêu dùng. Đối với chúng ta mà nói, tiết kiệm tiền chính là phương pháp thực tế nhất để có được vốn. Khi mà bạn có vốn rồi thì mới có thể đem đi đầu tư. Như trong những ngày đại dịch gần đây chẳng hạn, bạn cũng không phải lo lắng là không có tiền để sinh sống. Ngoài ra, thời gian rảnh bạn có thể tập trung hoàn toàn vào việc lập nghiệp. Nhìn rộng ra một chút thì năng lực làm việc của bạn chính là vốn của bạn. Kiến thức của bạn cũng là vốn của bạn. Khả năng tăng năng suất là vốn của bạn. Chỉ cần trong một thời gian cố định có nhiều thu nhập hơn cũng là vốn của bạn. Điều thứ hai, năng lực tiêu dùng của một người phụ thuộc vào giá trị sản xuất. Trong kinh tế học, người ta thường phân tích thị trường thông qua mối quan hệ cung cầu. Đối với chúng ta thì cung cầu cũng đúng với tài chính cá nhân. Bạn có thể cung cấp bao nhiêu giá trị cho môi trường làm việc của bạn, đó chính là cung. Còn cầu nghĩa là bạn có thể lấy lại được bao nhiêu từ môi trường đó. Sự chênh lệch giữa cung và cầu chính là tài sản bạn tích lũy được. Vì thế, bạn muốn tích lũy tài sản nhiều hơn thì bạn buộc phải nâng cao giá trị làm việc của bạn. Nhưng mà cái giá trị này rất tiếc là nó chủ yếu bị quyết định bởi thị trường và nó có thể bị thay đổi. Có thể có một năng lực nào đó rất hot ở thời điểm hiện tại, nhưng qua năm sau sẽ bị cái khác thay thế. Nên chính vì thế, nếu bạn muốn duy trì khả năng cạnh tranh của bạn, thì bạn nhất định phải nhận định lại giá trị làm việc của bạn một cách định kỳ và tiến hành điều chỉnh cũng như là nâng cấp năng lực làm việc của bạn. Điều thứ ba là theo đuổi ước mơ và phải dám mạo hiểm, nhưng cũng không nên để bản thân mình quá cực khổ. Câu chuyện trong sách, chúng ta thấy rằng Apple đã phải nhịn đói một ngày để làm ra được cái lưới bắt cá, nhưng trong thực tế thì nó sẽ không hề dễ dàng như vậy đâu. Để có thể theo đuổi được ước mơ, đôi khi bạn sẽ mất rất nhiều năm. Nếu như trong những năm tháng đó, đến cả việc duy trì sinh tồn hàng ngày cũng trở nên khó khăn, thì bạn nên suy nghĩ lại. Quá đà theo đuổi giấc mơ sẽ làm hại bạn. Có câu mà chúng ta vẫn thường hay nói, cố quá thì sẽ thành quá cố, phải không nào? Con người khi đối mặt với những khó khăn, thì não bộ của chúng ta sẽ bắt đầu sinh ra những mong muốn được tồn tại. Lúc này, khi có bất cứ cơ hội gì, thì nó sẽ khiến bạn vội vàng vơ lấy. Và rất có thể đó là một lựa chọn sai lầm, khiến bạn phải hối hận. Để theo đuổi ước mơ, bạn cần phải có sự nhiệt huyết đầy mình. Nhưng nhiệt huyết thôi vẫn là chưa đủ. Ngoài ra thì bạn cần phải có kế hoạch, có chiến lược đúng đắn, có sự kiên trì và có cả sự hy sinh. Hãy nhớ rằng, trên con đường theo đuổi ước mơ, nhất định phải đem theo trên mình đủ lộ phí. Vậy là trên đây là những gì mà hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Mình mong rằng để nhìn nhận được về kinh tế học hay bất cứ thứ gì trong cuộc sống, chúng ta cần phải có cái nhìn đa chiều. Không phải lý luận nào cũng là tuyệt đối và cũng không phải là lý luận nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Nhưng tìm hiểu về kinh tế học thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn những điều gì đang xảy ra trên thế giới này. Và bởi vì có một câu nói, một đồng tiền là một đồng mồ hôi, nghiêm túc nhìn nhận thì bạn sẽ không bị thiệt. Nếu như video này của Better Vision hữu ích với bạn thì đừng ngần ngại cho mình một nút like, chia sẻ video tới nhiều người cần tìm hiểu về nó và đừng quên ấn subscribe, đăng ký kênh của mình, mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Nếu như bạn có bất kỳ quan điểm gì muốn chia sẻ, hãy để lại bình luận phía dưới, chúng mình sẽ cùng nhau giao lưu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.